kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Xin chúc cả nhà vạn sự bình an và may mắn. Và trong video ngày hôm nay, Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta sẽ đến thăm thành phố Thuận An để thăm một bất động sản nằm tọa lạc tại khu vực phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và trước tiên để đến với lại bất động sản ngày hôm nay, thì rất mong quý anh chị và các bạn tiếp tục ủng hộ bằng cách đăng ký cho kênh Thúy Trần để chúng ta đón xem được nhiều video về bất động sản tại khu vực Bình Dương nhé. Vâng, và đây là dự án Phú Hồng Khang và Phú Hồng Đạt, là hai dự án được xây dựng và phát triển song song nằm giữa chợ Phú Phong và ngã tư Miếu Ông Cù, cách với vòng xoay An Phú khoảng độ tầm 3 km. Và cụ thể hơn thì đây, dự án này sẽ được bao bọc bởi ba mặt tiền, đó chính là mặt tiền DT743 có lộ giới 42m và mặt tiền Bình Chuẩn 36 và đường Bình Chuẩn 67 có lộ giới lên tới 17m. Thưa quý anh chị và các bạn thân mến, thì dự án này hiện tại đã được kiến thiết và mở bán được 2 năm rồi, nên chính vì thế dân cư về đây xây dựng kiến thiết để ở và để bán rất là sung tụ. Vâng, và như quý anh chị và các bạn có thể quan sát, tất cả cơ sở hạ tầng trong dự án Phú Hồng Đạt và Phú Hồng Khang đều đã được hoàn thiện, bao gồm hệ thống điện âm, nước máy, hành lang cây xanh và đường trải nhựa. Đặc biệt thì trong khu vực này chuẩn bị được xây chung cư nữa quý anh chị nhé. Vâng, và thưa quý anh chị và các bạn thân mến, thì bất động sản ngày hôm nay Thúy Trần muốn chia sẻ đó là một nền đất nằm trên trục đường chính. Vâng, và nô đất của chúng ta cực kỳ thông thoáng, có tổng diện tích là 66m², thổ cư full 100% và có quy cách là ngang 4, dài 16,5. Đằng trước thì sẽ là đường nhựa có nội giới là 7m và vỉa hè một bên là 3m. Và không chỉ thế thì ngay đằng sau lô đất này của chúng ta sẽ có phần đất được quy hoạch làm khu công viên. Chính vì thế khi chúng ta xây dựng thì chúng ta được mở cửa sổ hay là cửa sau sẽ cảm giác độ thông thoáng hơn rất là nhiều của anh chị nhé. Hoặc sẽ có không gian chơi cho các con em mình ạ. Và xung quanh lô đất của chúng ta thì nhà dân về đây xây dựng và ở cũng rất là đông được của anh chị. Và với vị trí đất như thế này thì rất là phù hợp cho chúng ta xây dựng nhà ở hay là quý anh chị và các bạn chúng ta chọn hướng để đầu tư, bởi vì đất của chúng ta sẽ nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Thuận An, kết nối với các tuyến đường lớn tại khu vực và đặc biệt là dễ dàng di chuyển về thành phố Dĩ An hay là thành phố Thủ Dầu Một chỉ trong vỏn vẹn là bán kính 3 đến 5 km, về với lại thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vỏn vẹn là 10 km đó quý anh chị. Và đây là sổ của lô đất của chúng ta. Vâng, lô đất của chúng ta nằm trên tờ bản đồ 161, số thửa 1914, thuộc về phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Và đất đây là sử dụng lâu dài của anh chị nhé. Và Thúy Trần cũng xin báo giá cùng quý anh chị và các bạn cho lô đất tổng diện tích 66m² nằm tại vị trí trung tâm của thành phố Thuận An, tại dự án Phú Hồng Đạt và Phú Hồng Khang, có giá chào bán là 2 tỷ 310 triệu trong giai đoạn mùa dịch, nên chính vì thế chúng ta có thể được thương lượng giá mạnh với anh chị nhé. Vâng, và lô đất của chúng ta sẽ dễ dàng kết nối ra trục đường DT743, sẽ rất gần với các tiện ích và di chuyển về các hướng ạ. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn thân mến, quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư lô đất này thì có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Quý vị và các bạn cần hỗ trợ tư vấn về pháp lý hoặc cần review về bất động sản khu vực nào có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần ạ, hoặc để lại bình luận cho Thúy sau bài chia sẻ này nhé. Cảm ơn cả nhà đã luôn luôn theo dõi và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.